Của 9 đã tiếp tục chặng thi thứ hai. Và liệu ai sẽ dẫn đầu? Chúng ta phải trải qua một thời gian nữa để có được câu trả lời. Nhưng nhìn sự tiến lên của họ thì chúng tôi tin rằng chương trình này đang nóng lên hơn bao giờ hết. Vâng, nhưng một lần nữa may mắn lại tiếp tục mỉm cười với đội tuyển quân khu 9 khi một bia đã bị lỗi và hiện lên dòng chữ Quy. Chúng ta đã thấy chữ Quy đã được một chữ Quy đã hiện lên. Và đây là một cái điểm có lợi cho đội tuyển quân khu 9. Vẫn được tính điểm đúng không? Vẫn được tính điểm. Vâng. Rất may mắn. Chúng ta thấy mục tiêu hiện chữ đã dần dần hiện lên sau mỗi phát bắn. Quyết. Và chúng ta cùng chờ đợi. Một sự phối hợp rất nhịp nhàng từ các đồng chí đội tuyển quân khu 9. Các chữ cái đang dần hiện lên. Chúng ta có thể nhận diện một khẩu hiệu của quân đội ta. Và chữ quyết chiến đã hiện trên màn hình. Liệu còn chữ quyết thắng đội quân khu 9 hoàn thành trong vòng bao nhiêu giây nữa? Quy định của ban tổ chức là chúng ta phải bắn lần lượt từ trái qua phải thì mới được tính điểm. Như vậy cũng rất khó đấy ạ. Nếu mà chẳng may mà lại bắn cái chữ gì đó nó dựng lên trước thì lại nếu bị trừ điểm. Nó sẽ chỉ là đấy là một cái lỗi và trừ rất là nặng. Vâng. Đòi hỏi sự phối hợp rất nhịp nhàng và phân bổ đạn hợp lý từ đội tuyển quân khu 9. Những luật chơi quá khó là những thử thách để các chiến sĩ bật ra những tài năng của mình. Và cự ly 100m là một cự ly rất là tiêu chuẩn nhưng không hề dễ dàng. Có một chữ có lẽ cuối cùng tuyệt vời, quyết chiến quyết thắng. Như vậy là đội tuyển quân khu 9 đã hoàn thành phần bắn của mình. Họ không chỉ đang thi đấu, họ đang viết nên những khoảnh khắc huy hoàng của quân đội ta.